cũng khá lâu rồi. Em lôi ra thì hiện tại đây em sẽ thanh lý cho các bác được cái giá tốt thôi. Và con này em chỉ có một con nhé. Bác nào lấy thì bác các bác phải cọc qua cho em này. Và hiện tại xin chào các bác nhé. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một clip nhanh thôi. Clip này sẽ là một cái clip thanh lý lốt cái cục một cục súp EB hàng chính hãng, và cũng như là một cái con âm ly. Con âm ly 56L này thì cũng không phải là hàng thanh lý đâu. Con này thì con bãi nội địa thôi. Em ở đây em thông báo luôn là con này 600 kem thì em chỉ còn đúng một cái. Clip gần nhất này em làm ngày hôm trước thì nó còn 7 cái ở đây. Thì em vẫn còn 2 cái. Một con ở đây và một con thì hiện tại em đang để ở trong kia nữa, đang vận nhạc test chất âm ở trong đấy. Và hiện tại thì đối với sò âm ly 600 kem này nhá, bác nào lấy thì em để giá cho các bác vẫn cái giá rất là tốt, chỉ 4 triệu thôi nha các bác nhá. Và trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái clip về thanh lý một cái con súp EB Pro hàng chính hãng. Con này là con súp bass 30 nha các bác nhá, dành cho những bác nào mà muốn chơi trong gia đình ấy, chơi mà muốn đòi hỏi chất âm của nó phải chất lượng và đảm bảo, và cũng như hàng chính hãng, và cái giá ngày hôm nay sẽ là cái giá cực kỳ tốt. Lát nữa em sẽ báo giá, và cũng như là cái con này nói chung là cái chất lượng của nó ấy, về kể cả cái vị mạch hay là nguồn nhiếc, hay là nhất là cái vỏ ngoài, những cái phong cách vỏ ngoài nó khác, nhìn qua cho em đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là con này là cái con hàng chính hãng đến từ thương hiệu của EB Pro, và cái giá ngày nay sẽ là cái giá thanh lý nhá. Con này thì là một cái con mà không phải là khách bùng hay không phải là gì cả, mà cái con này nhà em nó là hiện tại em đang để tại cửa hàng nó cũng khá lâu rồi. Em lôi ra thì hiện tại đây em sẽ thanh lý cho tất cả các bác được cái giá tốt thôi. Và con này em chỉ có một con nhá. Bác nào lấy thì các bác phải cọc qua cho em này. Đây thì em bảo luôn. Con này sẽ giới thiệu lại một chút nhá. Con này thì tất cả các cái gỗ, tất cả bên ngoài của nó này, gỗ các thứ, nước sơn các thứ nhá. Con này gỗ của nó sẽ là một cái gỗ tự nhiên, không phải là cái gỗ ép hay không phải là cái gỗ ấy gì giống như là các cái con súp bên em đâu. Không phải là các cái con súp hàng loại 1 mà hàng như kiểu của B3 đâu. Đấy, con này là cái con gỗ của nó sẽ là gỗ tự nhiên này. Và cái thứ hai là con này là hàng chính hãng, tất cả các cái tem cũng như mã vạch trên đây các bác check ra thoải mái này. Đấy, website là email để đầy đủ luôn. Đây em quay gần và các bác nhìn qua cho rõ này. Đấy. Và ngày hôm nay thì bác nào tham khảo trên kênh của em dưới, giá con này trước em đang để là 3,7 triệu chưa ship. Và ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến các bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Bác nào lấy con này em sẽ để lại cho các bác cái giá ở đây, em chỉ để tất cả bác cái giá là 3,3 triệu nha các bác nhá. Chỉ 3,3 triệu cho một sản phẩm ngày hôm nay thôi. Một cái súp EB Pro luôn. Đây, hàng hay các thứ, nói chung là con này thì em đang trưng bày tại cửa hàng, thì em trưng bày em lôi ra cũng được tầm 2 tuần. Đấy. Thùng hộp thì các bác yên tâm là đối với hàng chính hãng này, thùng hộp em bao giờ em vẫn giữ rất cẩn thận nhé, thùng hộp còn nguyên luôn. Đấy. Và tất cả ở đây là con này là một con bass 30 này. Đấy, nguồn nói chung là như các thứ, con này là hàng của Đài Loan. Đấy, hay như Taiwan. Đấy, cho nên là khi các bác về các bác sử dụng thì rất thoải mái. Đúng như con này thì mẫu mã cái dáng nó rất là đẹp rồi. Đấy, các bác nhìn qua cái màng của nó cũng là màng cái chất lượng rồi. Nếu là thùng bát của nó thì rất là phê nhá các bác nhá. Thùng bát của nó đây, gân cao su này. Đấy, bóng, rốn. Con này nói chung là bát của nó sờ rất sướng luôn. Đấy, bát thì các bác có thể tháo ra như này. Đối với hàng chính hãng các bác tháo ra, các bác về các bác kiểm tra thoải mái như này, thoải mái. Và cái giá ngày hôm nay em gửi đến cho các bác, cái giá này của em cũng chưa có ship nhá. Lúc trước các bác là tham khảo trên kênh em ấy, giá 37 chưa ship, 39 mới nào cả ship. Đấy, các bác nào mua rồi thì các bác đã xem trong cái clip này thì các bác để lại cho em cái comment xem là chất lượng của này dùng như thế nào, có ok không nhá. Nói chung là một cái con này thì mang dáng rất là đẹp rồi. Hàng nhất là thùng hộp của nó ở đây thì em không quay qua, em chỉ quay qua sản phẩm thôi. Đấy, thùng hộp thì em làm quá là nhiều cái sản phẩm như này ở trên kênh em rồi. Bác nào mà quan tâm hàng thùng hộp các thứ, đấy thì các bác xem các cái clip cũ. Và như hiện tại đây thì đây là cái phần đằng sau của nó đây. Con này thì đã gọi là hàng chính hãng thì bao giờ thì cái nguồn của nó cũng là nguồn xuyến 100%. Và như tên model của con này là 1018. Các bác nào mà mua các sản phẩm này hoặc là các bác muốn xem kỹ hơn về con này thì bác lên gõ trên kênh em là EB Pro, súp EB Pro 1018 nha các bác nhé. Cái dáng hôm nay em thanh lý một cái con này chỉ một con thôi, xước sát thì gần như là không có luôn nha các bác nhé, xước sát thì gần như không có. Và tất cả ở đây thì chất âm thì đã nói là em đã là hàng trưng bày thì chất âm khỏi phải chê rồi, chất âm phải cực kỳ ngon em mới lôi ra em trưng bày nhá các bác nhé. Và trưng bày ở đây em mới chỉ trưng bày được có hơn một tuần thôi, cho nên chất lượng của nó nói chung là ở đây là em đã chất lượng là em đã phải đảm bảo cho các bác rồi. Cái thứ hai nữa là hàng nó vẫn mới nguyên như này luôn đấy, mới nguyên luôn chứ không hề xước sát. Nói chung là không hề xước sát thì cũng không phải, bởi vì em đã để ra ngoài thì tất nhiên là sẽ
sẽ có một vài các vết xước như này. Đấy thì mới có cái giá như này. Đấy, em nói không hề xuất sắc thì nó không đúng. Đấy, em cũng có một vài cái vết xước như này thôi. Nhưng mà các tất cả vết này thì nó không là gì cả. Đấy, quan trọng nhất là cái chất âm của nó. Chất âm con này thì rất là phê rồi, tiếng đánh sẽ cực kỳ sâu. Và như lỗ thông hơi của nó đây anh em ơi nhá. Nó thiết kế cái lỗ thông hơi đằng sau như này, cho nên là khi các bác đánh vào cái tiếng đằng trước ấy, tiếng nó sẽ rất là sạch. Cực kỳ sạch tiếng luôn, chứ không giống như các cái con mà để lỗ thông hơi đằng trước, tiếng đánh nó nhiều khi nó không được sạch tiếng lắm. Có nghĩa là đằng sau này nó sẽ có một cái bên dưới này, nguồn điện vào này, công tắc này. Và nó có đầy đủ các cái cần thiết của một con súp, là như là cổng 2 liver này. Đấy, 2 liver input này, cũng như cổng súp in, cổng line in đây. Đấy, và cái gạt này, gạt cắt tần. Đấy, gạt đảo tần ấy, đảo tần số ấy. Như kiểu là các bác nào mà sử dụng các con này nó bị trễ pha hay gì đấy thì bác gạt lên gạt xuống cho em để cho ấy thôi, để cho nó đồng pha thôi. Còn như ở đây thì có thêm nút volume, nút cắt tần ở đây. Đấy, con này riêng của EB Pro thì cắt tần rất sâu rồi, từ 50Hz cơ đến tận 150Hz, cho nên rất là phê. Và volume max của này sẽ rất là phê nhá. Cái đèn power là tức là cái đèn báo nguồn điện vào, các bác bật công tắc ở đây thì nó sẽ báo điện nguồn điện vào nhá. Và hàng này là hàng nhập 100%, cho nên khi các bác mua hàng thì các bác cứ thoải mái mua hàng riêng, mua hàng bên em thì bên em các cái hàng thanh lý này nhá, bên em vẫn sẽ bảo hành các bác giống như hàng mới luôn. Đấy, hàng thanh lý như này em vẫn bảo hành các bác giống như hàng mới luôn nhá, cho nên khi bác về các bác sử dụng rất là thoải mái, là được một thứ tản nhiệt đầy đủ đấy. Đấy, nói chung là em giới thiệu lại một chút thôi, và cũng như là ngày hôm nay thì em còn một con để em thanh lý lốt đối với bác nào mua có nhu cầu sử dụng các con súp như này, hoặc là đặc biệt âm ly nhá. Âm ly bác nào cần mua thì chốt nhanh bên em đi, bởi vì em chỉ còn có đúng hai con thôi, một con này và một con kia, bởi vì hôm trước em làm 6 con đấy, 7 con đấy cũng cho đi hết rồi. Đấy các bác nhá, thì ở đây em thanh lý lốt. Thì clip này em chỉ làm đây thôi. Xin chào và gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhá. Xin chào.